Thì tương lai đơn, the simple future tense, chủ ngữ will cộng với động từ phủ định, chủ ngữ will not, won't cộng với động từ. Nghi vấn, đảo will ra đầu câu. Trạng từ chỉ thời gian, ngày mai, tomorrow, sáng mai, tomorrow morning, chiều mai, tomorrow afternoon, tối mai, tomorrow night, hoặc tomorrow evening, thứ hai tới, next Monday, sáng thứ hai tới, next Monday morning, chiều thứ ba tới, next Tuesday afternoon, tối thứ tư tới, next Wednesday evening, tuần tới, next week, tháng tới, next month, năm tới, next year, tháng 10 tới, next October, ngày mốt, the day after tomorrow, trong 2 ngày nữa, in 2 days. Trạng từ chỉ nơi chốn, ở đây, here, ở đó, there, ở nhà, at home, ở trường, at school, ở nơi làm việc, at work, ở phi trường, at the airport, ở nhà ga, at the station, ở ngân hàng, at the bank, ở rạp chiếu phim, at the cinema, ở bữa tiệc, at the party, ở London, in London, ở Paris, in Paris, ở thành phố Hồ Chí Minh, in Hồ Chí Minh City, ở Việt Nam, in Vietnam, ở Mỹ, in America. Hôm nay tôi đang ở nhà, I'm at home today. Hôm nay cô ấy đang ở trường, she's at school today. Hôm nay họ đang ở nơi làm việc phải không? Are they at work today? Hiện giờ anh ấy đang ở đây, he's here now. Hiện giờ cô ấy có ở đó không? Is she there now? Hôm qua tôi ở đây, I was here yesterday. Hôm qua cô ấy có ở nhà không? Was she at home yesterday? Hôm qua họ không có ở đó, they weren't there yesterday. Hôm qua anh ấy có ở nơi làm việc không? Was he at work yesterday? Hôm qua cô ấy không có ở trường, she wasn't at school yesterday. Tương lai đơn, ngày mai tôi sẽ ở nhà, I'll be at home tomorrow. I will be at home tomorrow. Ngày mai cô ấy sẽ ở nơi làm việc,
She will be at work tomorrow. Ngày mai họ sẽ có mặt ở đây. They will be here tomorrow. Ngày mai tôi sẽ không có mặt ở đó. I won't be there tomorrow. Ngày mai họ sẽ không có mặt ở đây. They won't be here tomorrow. Ngày mai anh sẽ có mặt ở đó không? Will you be there tomorrow? Có. Yes, I will. Ngày mai họ sẽ có mặt ở nơi làm việc không? Will they be at work tomorrow? Không. No, they won't. Chiều nay anh sẽ có mặt ở phi trường không? Will you be at the airport this afternoon? Sáng mai anh sẽ có mặt ở đâu? Where will you be tomorrow morning? Ở nhà ga. I'll be at the station. Tối nay cô ấy sẽ có mặt ở đâu? Where will she be tonight? Ở đây. She'll be here tonight.